Nghĩa xin chào cả nhà nha. Nghĩa xin chúc cả nhà có một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha cả nhà. Hôm nay mình đã quay về Bình Phước, Đắk Nông rồi nè cả nhà. Mình cũng vô để xe, giờ mình để xe ở đây nè, sát bên đây mình thấy đường tổ nhỏ nè anh em. Bây giờ mình hỏi ra cái có mặt không nha. Thì trong đây bữa giờ mình cũng cũng khá lâu rồi, cũng cả mười mấy 20 ngày mình không đi. Hôm nay mình đi lại ở trên Đắk Nông này. Rồi anh em trải nghiệm đi cùng mình coi ngày hôm nay có gì không nha cả nhà. Nó cũng xa cái tầm với của mình quá. Mình chấp hành leo lên. Nó cao không cao mà thấp cũng không thấp. Ui, mặt ngon lắm anh em ơi. Mặt hình như cũng đủ nè anh em. Ui giờ hết ké luôn, hết bắn rồi. Hên nè. Hên nè anh em ơi, không thấy có phấn là ok rồi. Được. Mình chỉ sợ là lên đây trên đây là phấn nó nhiều quá. Chưa cái mặt này là đi ngon rồi nè anh em. Rồi, cái tổ đầu tiên sáng ngày hôm nay. Anh em giờ mặt nè. Tổ nhỏ nhưng mà nó cũng rất là nù nha. Hết phấn nha anh em, không có phấn nha. Rồi, bỏ vô tiếp tục đi anh em ơi. Ở bên cái gốc tre kia mình thấy có được một tổ nữa anh em, ở trong cái bụi tre gai đó. Nó nằm ở trong cái chỗ cái gốc đó luôn, sát gốc chỗ trong luôn. Mình lội luôn, nó ướt luôn rồi. Không được nè. Rồi, chèm nhẹt luôn. Cũng không ngay cục đá mà ngay cái cục sình. Ghê. Không ngay cục đá. Ngay cục sình nó lúng luôn. Vậy mà nó cũng bay ra, nó cũng muốn đá đá mình. Khó vậy mà nó cũng muốn ấy mình. Thank you.
không có phấn nhưng mà bị khô mấy chân anh em ơi. Không phấn mà bị khô mấy ống này. Này mưa nó sạch sẽ phắng luôn. Ôi xìa. Rồi tổ thứ hai nha anh em. Đó. Không còn hột phấn luôn anh em, nhưng mà bị khô hai bảo. Rồi bỏ vô tiếp tục đi anh em ơi. Trong đây thấy ra vô mấy con nè anh em, để mình để giỏ đây vô mà cho mát. Chưa thấy cái ổ nó kìa, ổ nằm mút dưới kìa nè. Rớt nhiên xuống tắt. Đi bắt bằng nhang này nó lâu lắc quá. Nói lần đốt với nhang lên nó lâu. Khô chân anh em ơi. Không có phấn mà bị khô chân. Bị khô chân nè. Đó, ba tổ. Chắc mình chạy cái khu khác anh em ơi. Mấy anh em ở ngoài thì cũng mặc cũng không có nhiều. Ở đây mặt nó bị khô rồi. Bỏ vô đi anh em, đi dài ra xe chạy khu khác anh em ơi.
ở trên cái cây điều chết đó có tổ rồi anh em. Đó, nằm trên cái bụi chùm rễ luôn rồi. Cái điều đó thì chết chết rồi. Chùm rễ quá trời. Nằm không kín cái điều luôn. Rồi sao bắt đây? Chờ đưa ổ bự mà đưa ra nhánh nhỏ xíu à. Đó, cục đen thui nằm trên đó. À, nó bám cái điều này chết queo luôn. Kiếm cách lên bắt tổ này anh em ơi. Đó, nó đưa ra xa quá. Đưa ra mút ngoài kia luôn anh em. Đó. Đó cái nhánh này nè. Nhánh này đang đâm dài đâu mà nằm về đó. Rồi để mình kiếm cách bắt tổ này coi. Đây bắt thêm ổ nó xuống nữa nè anh em. Ổ này dữ quá, nó chích quá trời chích luôn. Mình không quay luôn. Tổ này nó cao mà khó bắt. Mình cũng không quay. Mà lên chích quá thì chích. Ngay chỗ kia có vài con nó lên xuống rồi nè. Mà xa quá mình. Mặt trời bây giờ nó chói quá. Mình không có phân biệt được là ông ruồi hay là ông bọng. Để mình lại mình leo lên mình coi thử coi. Cao quá. Chắc mình nghi cái ông bọng quá. Tại vì thấy nó con nó bay cũng bự dữ lắm. Trong đây nè. Đúng là ông bọng rồi, ở trong cái bọng cây rồi. Đó, em đó trong một cây. Đây nè. Ôi, ông ruồi. Đây nè. Ôi, nhang mình để ở dưới rồi. Để mình xuống mình lấy nhang nè. Quên để nhang dưới rồi. Mình đốt bằng điếu thuốc mình luôn. Nhang nó khó quá. Tổ quá già rồi anh em ơi. Tưởng là ông bọng chứ. Trời ơi, cái tổ nó già. Chúa nở hết rồi nè anh em. Cục mặt nó phì ghê. Nhưng mà cũng bị khô hết vài ống. Mặt này quá già luôn. Rồi ngày hôm nay mình được nhiêu đây anh em ơi? Được 2, 4, được hôm nay được 6 tổ à. Rồi chào tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em những clip sau gặp lại anh em nha. Bye bye, chào tạm biệt.